chuyện đời tư của các nghệ sĩ, đặc biệt vấn đề tình cảm luôn là chủ đề được đông đảo mọi thời điểm. Nếu như nhiều sao Diệp thoải mái công khai một nửa trước công chúng thì không ít người vẫn giấu bí mật chuyện tình cảm, kể cả khi liên tục bị cầm gặp bí mật hẹn hò. Đặc biệt trước hàng loạt chứng cứ về mối quan hệ tình cảm, một số nghệ sĩ dù phủ nhận nhưng câu trả lời của họ vẫn làm khán giả phải đặc biệt đông đảo, bàn tán xôn xao. Ninh Dương Lan Ngọc chia dân. Tin đồn chia dân và diễn viên Ninh Dương Lan Ngọc đang hẹn hò vẫn là một dấu chấm hỏi lớn với người hâm mộ, bởi cả hai khá bí mật tiếng trong chuyện cá nhân nhưng đôi lúc vẫn bị cầm gặp tình tứ bên nhau. Đối mặt với các bận bịu của khán giả về chuyện tình cảm, nếu Lan Ngọc khẳng định cô và Chia Dân chỉ là bạn bè thân thiết thì nam ca sĩ Tìm Em Trong Mơ lại có câu trả lời đủ làm công chúng tiếp tục tìm hiểu không yên. Với Chia Dân, Lan Ngọc là một cô gái xinh đẹp, tài giỏi và thông minh. Bất cứ chàng trai nào cũng phải tính toán khi đứng trước cô nàng này và Chia Dân cũng không phải là ngoại lệ. Chia Dân khẳng định thêm chuyện tình cảm khi chắc chắn sẽ công khai với khán giả. Nam ca sĩ không muốn lên tiếng rồi đến khi chia tay phải lên phân trần, tể lễ. Chi Dân hiểu rằng khán giả rất lo sợ cho mình nhưng thời điểm hiện tại, anh chàng muốn những người mến tập trung vào sự nghiệp của mình hơn. Ninh Dương Lan Ngọc và Chi Dân kém cỏi xuyên bị cầm gặp đi du lịch hoặc đi siêu thị thông thường. Cả hai thậm chí còn mặc áo đôi và cầm tay nhau giữa chốn đông người dù liên tục phủ nhận hẹn hò. Thời điểm Ninh Dương Lan Ngọc quay phim ở Huế, Chi Dân cũng bị cầm gặp có mặt tại đây. Cả hai thậm chí còn bị soi đuôi thông thường một chú cún. Hơn 4 năm sau ly hôn Thu Quỳnh vì ồn ào ngoại tình với Minh Hà, Chí Nhân luôn lọt vào tầm để ý của khán giả ở mọi thời điểm. Đặc biệt câu trả lời của nam diễn viên mỗi khi vướng nghi hoặc tình cảm luôn nhắc kèm hậu phi của Thu Quỳnh, đủ gây ra nhiều tranh cãi trong mắt công chúng. Cụ thể vào tháng 7 năm 2019, Chí Nhân lần đầu trải lòng và công khai mọi thắc bận bịu liên quan đến vụ can đăng với Minh Hà trước đó. Ngoài việc khẳng định Minh Hà chưa bao giờ là người thứ ba khiến hạnh phúc gia đình anh tan vỡ, Chí Nhân còn có những chia sẻ khác sốc về hậu phi của Thu Quỳnh. Anh cho biết khi xem Quỳnh búp bê, anh đã giật mình vì không ngờ hậu phi của ngoài đời lại giống với mi sói đến vậy, từ tình tiết, biểu cảm cho đến hành động cũng như những việc dàn dựng quay clip, dùng đích giả. Chí Nhân trải lòng rằng tình yêu và hôn nhân rất khác nhau, khi tôi càng im khinh thích thì cô ấy càng gồng lên, diễn một vai diễn mà không phải phiên bản thân cô ấy. Tôi đã dồn nén suốt một thời gian dài, cho đến lúc không chịu được nữa thì kết thúc. Chí Nhân và Minh Hà từng có thời gian gây xôn xao vì bị cầm gặp tình tứ giữa phố. Ngay sau khi vướng can đăng này, Chí Nhân và Thu Quỳnh đã ly hôn. Cho tới thế hệ đây, khi bị cầm gặp đi ăn thân thiết với một cô gái lạ mặt làm đấy lên nghi hoặc hẹn hò, Chí Nhân đã lập tức phủ nhận trước truyền thông bằng giọng điệu rất thẳng thắn. Tôi là người độc thân, chả lẽ cứ đi ăn với ai thì đó là người yêu thế hệ à. Đó chỉ là một người chơi đi ăn thông thường với bố con tôi. Ngoài ra khi được hỏi tới Thu Quỳnh, Chí Nhân cũng thoải mái đương đầu và khẳng định sẽ không bao giờ rút lại phát ngôn tố hậu phi cũ giả tạo 3 tháng trước vì tôi luôn nói thật, chỉ có mọi người là không thích nghe nói thật thôi. Hình ảnh đi ăn cùng cô gái lạ mặt được cho là tình thế hệ của Chí Nhân sinh ra trên mạng làng mạc hội vài ngày trước. Tuy nhiên nam diễn viên đã mau chóng phủ nhận. Tuy nhiên cả hai lần nói về nghi hoặc tình cảm sau ly hôn, Chí Nhân đều không quên nhắc thêm tới Thu Quỳnh khi được hỏi thay vì né tránh. Sơn Tùng Thiều Bảo Trâm. Tin đồn Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm bí mật hẹn hò đã được răm rang trong showbiz từ rất lâu. Dù không ít lần lộ ảnh diện đồ đôi hay đi ăn, du lịch cùng nhau nhưng chưa một lần người trong cuộc lên tiếng khẳng định hay phủ nhận chuyện tình cảm. Tuy nhiên về phần Thiều Bảo Trâm, cô đã từng trả lời về việc kém cỏi xuyên được để ý tới vấn đề tình cảm thay vì các hoạt động nghệ thuật cách đây không lâu. Thực ra khi trò chuyện cùng mọi người tôi chỉ muốn nói về cuộc sống, công việc, âm nhạc chứ không muốn mọi người hiểu lầm nhắc đến những chuyện khác, những người khác để đánh bóng tên tuổi, cho item của riêng mình. Khi hoạt động với tư cách solo tôi cũng muốn mọi người sẽ yêu mến bài hát của mình và gặt hái chút gì đó chiến thắng để bước tiếp với đam mê. Tôi cũng rất cần có những động lực để cố gắng nhiều hơn. Tôi chưa bao giờ cố ý định mọi người để ý đến những điều khác, những điều đó không thể nào đưa tôi đi xa được ngoài item âm nhạc.
dù không nói đích danh tới Sơn Tùng nhưng câu trả lời này của Thiều Bảo Trâm cũng ngầm khẳng định lý do cả hai không chia sẻ điều gì về vấn đề tình cảm, hoặc tránh nhắc đến tên nhau trên truyền thông dù liên tục bị lộ bằng chứng hẹn hò. Dài năm qua, Sơn Tùng và Thiều Bảo Trâm kém cỏi xuyên bị cầm gặp đi du lịch thông thường, diện đồ đôi. Tuy nhiên chưa một lần cả hai lên tiếng thừa nhận hay phủ nhận chuyện hẹn hò. Cả hai thậm chí còn thả thính nhau trên mạng làng mạc hội khiến người hâm mộ hết lòng mong ngóng sớm công khai chuyện tình cảm.